Chào các bác, hôm nay tôi là Cường, tôi đến từ kênh Làm Phim Nghiệp Dư. Và hôm nay tôi sẽ nói về cách làm thế nào để có thể làm video giống như là bác Tân Hoa Ban Food. Tân Hoa Ban Food là một cái kênh làm phim chuyên về ký sự vùng Tây Bắc, về văn hóa của vùng Tây Bắc. Nhưng mà các video của bác Tân thì luôn có một cái bản sắc rất là đặc biệt. Cho nên là hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích xem bác Tân làm video như thế nào nhá. Nếu mà các bạn thích thì hãy ấn like, còn nếu không thì hãy xem bài viết phía bên dưới để mà có thể xem thêm nhiều phân tích hơn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nha. Ok, trước khi đi tìm hiểu vào những cái format quay phim, làm phim thì chúng ta cần phải biết được bác Tân Hoa Ban đang dùng thiết bị gì. Đó chính là một cái GoPro Hero 5 dành cho những cảnh mưa, gió, bơi lội và một cái camera compact bỏ túi như thế này, tiện mang vác để quay các cảnh chính, cảnh đồi, núi, di chuyển, các cảnh đồ ăn, cận cảnh. Rất tiện vì nó có dải len có thể zoom ra zoom vào, rất là đa dụng. Và cái máy compact được Button sử dụng đó chính là Canon G7X2. Đây là một cái máy mình đã giới thiệu rồi. Nó rất là tuyệt vời vì nó có khả năng chống rung. Giải thích cho các bạn đang hỏi mình là kênh Hoa Ban Food sử dụng cái gimbal hay thiết bị chống rung nào mà hình ảnh lại mượt mà đến như vậy, thì đó chính là một cái máy compact Canon G7X2. Một số máy cũng có khả năng chống rung tốt tương tự, nhưng hiện tại thì mình thấy nó là cái có khả năng chống rung tốt nhất, nên có lẽ hiện tại Button vẫn dùng cái Canon G7X2. Kèm theo đó có thể là một cái chân máy cho bi như thế này. Một vấn đề nữa rất là nhiều người thắc mắc đó là bác Tân Hoa Ban có sử dụng micro hay không mà giọng to rõ như vậy. Thì mình khẳng định rằng bác Tân Hoa Ban không hề sử dụng micro thêm, mà bác Tân sử dụng trực tiếp thu âm từ camera, bởi vì đặc trưng của vùng núi Tây Bắc và các cái quãng đường bác ấy đi thì rất là yên tĩnh, cho nên chỉ cần cầm camera và để sát trên người như thế này thì âm thanh sẽ thu rất là rõ. Ok, chúng ta bắt đầu làm phim như bác Tân Hoa Ban Food thôi. Và đầu tiên là cách cầm camera. Cầm camera như thế nào? Tay trái cầm camera, tay phải diễn. Màn hình lật lên để nhìn xuống xem nội dung nó như thế nào và bắt đầu diễn. Ok, bấm quay. Xin chào các bác, đây là kênh Hoa Ban Food và đây chính là vùng Tây Bắc của chúng tôi. Trên kia có hai tổ ong rừng đấy, còn dưới này con trâu này, thịt con trâu này sẽ làm trâu gác bếp này. Đây có con vịt nè, bây giờ hiện tại đang làm vịt gác bếp rồi đấy. Sắp tới thì chúng tôi sẽ thương mại hóa thêm gà gác bếp, ngan gác bếp, ngỗng gác bếp và chuột gác bếp. Rất tất cả các loại chúng ta đều có thể gác bếp và ăn thịt nó rất ngon thưa các bạn. Còn thêm nữa là ăn thì phải ăn với lại hạt dổi và mắc khén. Hai thực phẩm này giống như là thần gia vị, chúng ta có thể ăn với bất cứ cái thể loại nào. Và nếu các bạn like thì hãy mua ủng hộ kênh tại hoabanfood.com. Còn nếu các bạn muốn download thì hãy nhấn vào nút này ở bên dưới video. Đấy là cách quay video của bác Tân Hoa Ban Food. Đặc trưng của cách quay video như bác Tân đó là lối kể chuyện một mình kể, một mình quay, một mình về dựng. Và không thể thiếu được đó là các diễn viên, ví dụ như là anh Thêm, thằng Tiến, hay là các cái đồng chí trẻ con ở bản hay đi chơi. Đó là những cái diễn viên rất xịn, không có thuê được ở đâu đâu, tại vì họ là những người ở vùng đất Tây Bắc luôn, cho nên nói về văn hóa thì thật là tuyệt vời, phải không? Cho nên đấy cũng là lý do mà clip của bác Tân trở nên thú vị hơn. Các bạn có thấy cái video nào của bác Tân để chân máy mà quay không? Toàn là cầm trên tay không? Vừa đi vừa chạy vừa quay. Không, đi tới đâu quay tới đó, đi tới đâu quay tới đó. Luôn luôn quay trong lúc đang di chuyển, đó cũng là một cái điểm đặc trưng. Như bên kênh Săn Bắt Hải Lượng của Tuấn Anh thì hầu hết là để trên chân máy, nhưng bác Tân Hoa Ban thì ngược lại, hầu hết là cảnh chuyển động, cầm trên tay, nó hơi đung đưa nhẹ nhàng và di chuyển, không đứng yên một chỗ. Đó là một điểm đặc trưng rất thú vị đấy. Còn một thứ mà có thể đôi khi bạn chưa cần xem video mà chỉ cần nghe thôi, đó đã nhận ra được kênh Hoa Ban Food, đó là âm nhạc. Bác Tân Hoa Ban Food thường sử dụng âm nhạc rất là nhẹ nhàng, tiếng đàn, tiếng
hầu hết là các tiếng đàn của nhạc cụ tàu, nhạc kiếm hiệp á. Rất quen thuộc.